cần đúng không? Thì anh cứ bình thường nhá. Ok. Hải xin mến chào tất cả quý anh em thợ máy và mọi người. Thì ở video ngày hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cho anh em một cái ban nữa ở trên dòng xe Honda. Thì hiện tại con xe này là con xe AB và cái cảm biến VS nó không lên. Mình sẽ tranh thủ chia sẻ cái video này để cho tất cả những anh em nào chưa va chạm thì mọi người có thể tham khảo. Thì bây giờ mình sẽ quay vào xe và chia sẻ người cách kiểm tra và cách làm. Quay đi thôi. Cho anh mượn. Thì rất là lâu rồi thì cũng không có thời gian để chia sẻ với anh em. Thì hôm nay thì bắt đầu mình sẽ quay trở lại với anh em thường xuyên hơn. Thì ở trên cái kênh này ấy, thì mình sẽ dành ra một buổi tối thứ bảy hàng tuần vào 8 giờ tối để chia sẻ cho anh em về những video về hệ thống điện. Và bất cứ anh em nào còn yếu về điện và anh em nào muốn mình chia sẻ bất cứ một cái gì đó thì anh em cứ để lại một bình luận ở dưới cái video này thì mình sẽ tranh thủ làm để chia sẻ cho anh em. Từ vị trí chân xe của tất cả những dòng xe, các hãng xe, vị trí khóa thông minh smart key, ABS vân vân. Thì hiện tại ở trên con xe này của mình nó đang bị cái cảm biến tốc độ bánh xe nó không lên nhé mọi người nhé. Thì trong cái trường hợp cảm biến tốc độ bánh xe của mình không lên, nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp nhé mọi người nhé. Một là kim không lên có báo lỗi, và thứ hai nữa là kim không lên không có báo lỗi. Thì trong cái trường hợp này nếu mà anh em nhanh ý thì mình sẽ kiểm tra như sau. Thì đối với dòng xe AB này thì các cảm biến VS nó sẽ nằm bánh sau như này nhé mọi người nhé. Và anh em lưu ý cho mình này, để cách kiểm tra nhanh nhất đúng không mọi người, thì em cần phải biết cách khoanh vùng loại trừ làm sao cho nó một cách nó nhanh chóng. Trong cái trường hợp mà nó cảm biến VS của mình nó không lên mà nó không báo lỗi nhé mọi người, thì lúc này anh em chỉ cần kiểm tra một cái dân tín hiệu cho mình thôi. Tại vì sao? Tại vì nếu mà trong trường hợp mà mất nguồn hoặc mất mát thì nó sẽ báo lỗi 11 đúng không mọi người. Còn trong cái trường hợp này nó không báo lỗi mà mất tín hiệu của VS thì lúc này anh em chỉ cần đo vào chân tín hiệu cho mình. Thì cách đo này lúc này cũng rất là đơn giản thôi. Thì anh em sẽ chọn đồng hồ thang đo điện áp là 20 dBV, điện áp một chiều, được chưa? Và lúc này anh em sẽ dùng một cái kim băng hoặc bất cứ một cái vật gì nhọn nó, anh em ghim vào cái dây tín hiệu là cái dây màu hồng thọc xanh này. Và anh em đo tiêu chuẩn một đầu cây đỏ vào cái dây tín hiệu này và đầu còn lại ra mát. Và anh em sẽ quay bánh xe. Và trong trường hợp mà cái cảm biến VS của mình nó còn tốt ấy, thì lúc này cái tín hiệu ở đây, vôn ở đây nó sẽ thay đổi nhé mọi người nhá. Còn cái trường hợp mà quay như này mà nó không lên đúng không mọi người, nó không có tín hiệu điện áp thay đổi từ 5 hoặc là từ 9 đến 12V thì lúc này cái cảm biến VS của mình nó bị chết đúng không mọi người. Đây nó lên có 0, mấy vôn thôi, ok chưa? Rồi trong trường hợp mà nó báo lỗi thì đo rất là đơn giản rồi, thì gần như là ai biết đo. Nhưng cái này mình chủ yếu là chia sẻ cho tất cả những anh em nào đang đi học nghề thì mọi người có thể tham khảo. Thì để đo cách đo nhanh nhất thì lúc này anh em sẽ chọn đồng hồ thang đo điện áp là một chiều, hai que của đồng hồ, que đỏ và que đen để đo hai chân bên ngoài và xác định được nguồn cả nguồn và mát có hay không bằng cách bật chìa khóa lên em. Bật khóa lên cho anh. Trong trường hợp này nếu mà trong trường hợp mà que nó kim của mình nó to quá đo nó không tới nó sẽ không được nhé mọi người. Để đo cách nhanh nhất thì lúc này anh em sẽ đo hai chân của đồng hồ, hai que của đồng hồ và hai chân bên ngoài. Nếu trong trường hợp mà đồng hồ có lên vôn thì mình khẳng định luôn được nguồn và mát của mình đều tốt đúng không mọi người, ok chưa? Lúc này là 12V8. Còn trong trường hợp mà đo một que không lên thì lúc này mình sẽ đo lần lượt từng bên một. Rồi thì đấy là cách đo nguồn và cách đo tín hiệu của cái dòng xe này. Rồi tiếp tục mình sẽ chia sẻ mọi người này, trong trường hợp mình đo nguồn và mát đúng không đầy đủ rồi mà đo tín hiệu không gửi về thì lúc này anh em phải xác định được con này có bị hỏng hay không thì đo như nào. Thì bây giờ mà anh em quan sát vào đây thì lúc này mình sẽ tháo cái cảm biến VS này ra để chia sẻ với anh em cái cảm biến hỏng đâu em nhỉ. Rồi trong cái trường hợp này đây là cái cảm biến VS của thằng Honda này mọi người này. Thì để đo được, xác định được 100% con này nó có hỏng không, đo bằng cách nào thì mời anh em quan sát vào đây. Thì mình chia sẻ để cho tất cả những anh em nào đang mà đi học nghề, anh em chưa va chạm thì anh em có thể tham khảo. Và nếu mà mọi người cảm thấy hay và hữu ích thì mọi người nhớ like và chia sẻ giúp mình. Và cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì lúc này mọi người sẽ chọn đồng hồ về thang đo trên bất cứ một cái đồng hồ nào ấy thì nó sẽ một đời đồng hồ nó sẽ khác nhá mọi người nhá. Có đồng hồ ở đây, cái đồng hồ của mình nó sẽ là tích hợp thang đo thông mạch và đo diốt. Nếu mà trong trường hợp đồng hồ của anh em có thang đo diốt thì lúc này mọi người sẽ đo chọn thang đo diốt bằng cách đo là như sau. Thì lúc này ở đây sẽ có ba chân, mọi người sẽ chọn que đen hoặc que đỏ và cái chân giữa này cho mình, lần lượt đo với hai chân bên cạnh và tiêu chuẩn của nó phải có điện trở nhá mọi người nhá. Rồi chân bên trái bên phải mình đo này, chân giữa và chân bên phải của mình là có này mọi người này. Rồi tiếp tục chuyển sang chân bên trái. Chân bên trái hiện tại mình đang đo, con này nó đang bị thủng diốt nhưng mà thông mạch rồi nhá mọi người nhá. Và lúc này tiếp tục anh em đo sang hai chân nguồn và trên mát, hai chân ngoài cùng cho mình. Rồi mọi người này,
thì lúc này nó cũng phải có điện trở lên như này. Trong cái trường hợp một trong ba cái chân này, nếu mà ba cái điện trở nó không tương đương như nhau mà nó lệch nhau nhiều quá, hoặc là nó bị thông mạch mất một chân nào, thì chứng tỏ con cảm biến VS này của mình nó bị hỏng nha mọi người. Thì đấy là cái cách kiểm tra sửa chữa cái cảm biến VS ở trên dòng xe Honda này. Và nếu mà anh em nào mà có cách nào đo hay nhanh hơn thì anh em cứ chia sẻ. Nhưng mà đây mình đang chia sẻ cách đo chi tiết. Còn bình thường anh em đo tại đây, tín hiệu VS không lên mà không xe không báo lỗi thì khẳng định luôn là cái này nó hỏng rồi. Nhưng đây mình đang chia sẻ cho lần lượt để anh em khẳng định được 100% cái này có hỏng không, để lần sau mình mua, mình bỏ tiền ra mình mua về mình thử cho chắc cú nha mọi người. Còn một vấn đề lưu ý nữa mình muốn chia sẻ anh em này, trước khi thay bất cứ một cái vấn đề gì về trên xe, đúng không mọi người, xác định được nguồn và mát nó ok rồi, tín hiệu gửi về không có, đúng không mọi người, lúc này trước khi thay một con cảm biến này, một là anh em phải đo con này, và thứ hai nữa là anh em đo cái dây tín hiệu này cho mình xem có bị thông mạch ra mát sườn hay không, ok chưa. Thì đấy là toàn bộ cách đo kiểm tra chi tiết ở trên cảm biến VS ở trên dòng xe Honda. Thì đối với dòng xe Honda thì nó cũng tương tự thôi, nó chỉ khác là một thằng Honda thì có nguồn nuôi là 12V, còn thằng Yamaha nguồn nuôi là 5V nhá mọi người. Thì đấy toàn bộ cách đo là như nhau, kể cả cái tay ga ở trên dòng xe đạp điện thôi. Sau này anh em nó xảy ra tình trạng mà ga không lên thì anh em có thể dùng cách này để áp dụng đo được cái diode và đo được cái tín hiệu của nó nha mọi người nhá. Thì đấy là toàn bộ cái nội dung ở trên video này mà mình muốn chia sẻ với anh em. Và nếu mà mọi người thấy hay, mọi người nhớ like và chia sẻ giúp mình. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Thì trong cái thời gian trước ấy thì mình bận một số công việc nên là không thể thường xuyên chia sẻ mọi người được, thì cũng rất là mong anh em thông cảm. Thì đang cố gắng thì trong thời gian tới sẽ quay trở lại và chia sẻ với anh em. Một tuần thì mình sẽ cố gắng làm sao nếu được 3 video thì tốt, không thì mình sẽ chia sẻ với anh em vào tối thứ bảy hàng tuần, 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh xe máy Hải Cận, Hải Cận Mô Tô. Còn ở trên kênh xe máy Hải Cận ấy, mình sẽ chia sẻ với anh em những cái công việc hàng ngày, những cái nội dung cơ bản sơ đẳng để cho tất cả ai có thể tham khảo và có thể là tham khảo được chứ mọi người. Và nó cũng không hay và nó có dở thì cũng rất là mong anh em thông cảm. Tại vì lúc đấy thì mình sẽ cho anh em mình chia sẻ, các em của mình chia sẻ để các em rèn những cái kỹ năng về marketing, về giao tiếp. Ok cho mọi người. Rồi thì đấy là toàn bộ cái nội dung ở trên cái video này mà mình muốn chia sẻ anh em. Thì trong cái thời gian trước ấy, thì có một cái số anh em là đặt của mình cái bộ giả lập tín hiệu này. Thì không may nếu ai bất cứ anh em nào đang bị lỗi gặp trục trặc thì anh em gửi lại để mình đổi cho mọi người. Và anh em nào có nhu cầu thì mọi người nhắn tin cho mình qua Zalo theo số điện thoại là 0971151987. Thì mình sẽ gửi cho anh em nhé mọi người nhé. Đồng hồ giả lập 5-6 chiếc lăng. Ok chưa? Con này ông ấy báo từ từ này nó đang kêu để sáng mai chúng ta chú đi thử xem nó kêu cái gì. Nó là kêu phạch phạch cái gì, tí quay bánh nó kêu gì không, hoặc là phanh rong thử cho nó có bị bó không. Rồi chào anh em, chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau.